Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Vườn Hạ Ngâu. Mùa xuân là cái mùa chim hót hoa nở, rất là vui phải không các bạn? Và đó cũng là cái mùa để mà mình thu dọn luôn các bạn. Vậy thì thời gian vừa rồi tôi hậu sửa nhà lại một chút đó, cho nên là có nhiều thứ mình cần phải khiêng ra để mà vứt đi, cũng như là trong vườn cũng vậy. Sau một vài năm làm việc thì những thứ trong vườn nó bắt đầu nó nhiều lên đó các bạn. Cho nên tiện thể là mình phải đi mướn một cái dumpster như thế này, khoảng chừng 20 cubic yard, để mà mình thu dọn những thứ trong nhà ngoài vườn, để cho đầu mùa nó sạch sẽ một chút đó các bạn. Thì mùa xuân trong vườn cũng vậy, nó có nhiều việc để mà làm lắm. Những việc linh tinh rồi hậu muốn chiếu lại, cập nhật cho các anh chị và các bạn xem một vài cái cây mùa đông nó như thế nào, rồi cũng như là một vài cái việc mà mình làm mùa xuân. Cho nên mình bắt đầu làm vườn ngay các bạn ha. Trước tiên Hậu muốn chiếu cho cả nhà xem 5 cái cây đậu rồng mà hồi năm ngoái mình đánh vào chậu để mình cất đi đó các bạn. Vì có một vài anh chị chỉ cho Hậu trên YouTube á, là nếu cây đậu rồng mà mình đánh vào chậu thì qua mùa đông nó sống được. Như thế là Hậu thử nghiệm là Hậu đánh vào chậu, bỏ phân vào một chút mùa thu, xong rồi mùa đông thì những ngày nắng đẹp thì mang ra phơi rồi tưới nước. Thì chăm sóc cả 5 cây giống nhau. Nhưng mà một cây thì các bạn thấy đó là nó bị ngỏm củ tỏi rồi, nó chết ngắt. Cho nên còn lại là 4 cây đậu rồng. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm tiếp á, là năm nay Hậu sẽ trồng cái này xuống đất lại để xem coi là giữa cái cây mà mình giữ lại được qua mùa đông và cái hạt mới thì cái cây này nó có cho mình trái sớm không các bạn ha. Còn đây là cái xe đất mà mình để những cái đất mà qua mùa đông rồi cái là cây nó chết hoặc là mình đã dùng xong đó các bạn. Thì những cái đất ở trong những cái chậu nhỏ nhỏ đó, bây giờ Hậu bỏ vào hết cái xe này để mà mình dùng lại. Đây là cái cây đậu rồng bị chết này cả nhà. Thì đây, cái củ nó bự như thế này nè. Mà phía dưới này cũng thấy có chút rễ, nhưng mà cây này thì đã chết. Còn bây giờ thì mình chỉ muốn giữ lại cái đất thôi. Thì cái đất này đó các bạn, nếu mà cái cây của mình không có bệnh ấy, giống như trường hợp những cái cây của Hậu này, nó chỉ là chết qua mùa đông hoặc là mình đã dùng xong, cho nên những cái cây này nó không có bệnh, thành ra cái đất của mình có thể dùng lại được. Tuy nhiên, sau một mùa mà mình trồng trong chậu đó cả nhà, thì cái dưỡng chất trong này nó kém lắm, tại vì cái cây của mình nó không có lan ra ngoài được nhiều để mà nó hút dưỡng chất, cho nên tất cả những cái gì mà trong chậu đó nó hút lên hết, bây giờ nó bị kiệt sức rồi. Cho nên bây giờ Hậu sẽ bỏ vào chút phân gà, chút phân bò, chút phân giun, rồi compost. Rồi mình sẽ cải thiện nó để cho nó khá hơn. Rồi mình có việc mình dùng tiếp cả nhà ha. Bây giờ mình lấy cái compost mà mình tự làm để mà mình dùng cho cái việc cải thiện đất đó các bạn. Thì là đây là cái thùng thứ hai này. Thì cái này là mình mới bỏ những cái rác nhà bếp vô đây, nó còn chưa có phân hủy mấy đó các bạn. Cho nên mọi người vẫn còn thấy rác như thế này. Còn cái thùng này thì mình làm trước đó nữa. Cho nên khi mà cái thùng này nó đầy thì Hậu chuyển qua thùng này. Cho nên bây giờ Hậu muốn xem coi cái thùng này lâu hơn thì nó làm sao rồi. Đây này các bạn, wow, những cái rác nhà bếp không biết các bạn có nhìn thấy không? Nó muốn hoai mục ra rồi này, đó. Thì cái thùng này mình để được lâu hơn. Thì đó, hầu như nó mục ra hết rồi này. Cho nên Hậu thấy nếu mà mình để cái tỷ lệ, cái thành phần nâu khoảng chừng 2 phần, mà cái thành phần xanh của rác nhà bếp 1 phần, thì các bạn thấy không, mình có đứng gần như thế này, nó cũng không hôi một tí nào. Và trong này thì không có thấy bọ gì hết đâu các bạn. Với lại một cái điểm nữa là Hậu chọn ở cái chỗ mà nó có nhiều nắng trong vườn đó. Cho nên khi mà buổi trưa nắng nó lên đó, thì cái này nó giúp cho mình phân hủy nhanh hơn. Thỉnh thoảng vẫn còn thấy những, ví dụ như cái mẩu cà rốt này,
Ông nhìn thấy đây nó vẫn còn này. Nhưng mà nói chung là nó phân hủy khá. Và cho cái việc mà mình cần dùng ngày hôm nay đó thì nó chưa có hoàn toàn phân hủy. Nhưng mà mình vẫn dùng được nha cả nhà. Ở phía dưới thì Hậu biết là nó khá hơn vì phía dưới này nó lâu hơn đó. Đó. Cho nên nó hoai mục gần ra như thế này. Nếu để khoảng 2 tuần nữa thì rất tốt. Nhưng mà cái việc mình cần dùng ngày hôm nay thì như vậy dùng cũng được rồi. Cho nên Hậu lấy ra vài xẻng ha. Khi mình cố gắng làm vườn organic như vậy này các bạn, thì Hậu mới nhớ đến cái ông Bob Cantizano. Cái tên thân thiện của ông là Amigo Bob. Thì ông là một trong những người tiên phong về làm vườn organic ở bên North California. Thì người ta kể lại là ông có một cái vườn pecan hồi mà ông còn trẻ đó các bạn. Thì ông bị những cái con rệp ở trong cái vườn pecan đó rất là nhiều. Mà ông ấy thì là chủ trương organic, cho nên là không xịt cái gì chemical vô đó. Tuy nhiên những người mà dày dạn kinh nghiệm trong vùng đó đó, thì họ nói này, anh Bob, anh không có làm vườn như vậy được, anh phải xịt thôi. Chúng tôi ở đây là mấy chục năm rồi, thế mà anh không xịt thì anh không có thu hoạch được nhiều pecan. Chúng tôi kinh nghiệm phải xịt chemical nó mới chết. Như vậy thì ông Bob Cantizano ông buồn lắm, tại vì nó không phù hợp với cái chủ trương làm vườn của ông ấy. Cho nên là một hôm thì ông mời một cái chuyên gia của trường đại học gần đó đến thăm cái vườn của ông ấy. Và cái ông chuyên gia làm vườn kia ông mới chỉ cho ông Bob một cái phương pháp làm vườn organic. Ông nói chứ, anh à, những cái con rệp này đó, tôi biết về tụi nó. Và thật ra nếu mà anh dùng những cái con ong mà chúng tôi có từ bên Iran á, thì những cái con ong đó nó rất là thích ăn cái con rệp trong vườn anh. Như vậy là cùng với nhau, người ta giới thiệu cái phần ong từ bên Iran vô cái vườn của ông ấy. Và quả thật, một thời gian ngắn sau, thì vườn của ông Amigo Bob là không còn một con rệp nào mà không hề xịt thuốc gì hết. Cho nên ông nói khi mà ông càng tìm hiểu lâu ngày thì ông càng thấy là có những cái phương pháp mà giúp mình làm vườn organic được mà không cần phải xịt thuốc rầy, thuốc gì hết. Dĩ nhiên mình thì không có được những con ong ở bên Iran để mà canh cái vườn cho mình. Nhưng mà có nhiều thứ mình có thể mình học của cái ông đó, phải không các bạn? Và Hậu thấy như thế này này, ông ấy đã chết ở tuổi 69 vì bị cancer. Nhưng mà cái hậu sự của ông ấy nó ly kỳ lắm các bạn. Cho nên mình làm vườn một chút, xong rồi cuối video mình kể cái hậu sự của ông đó cho các bạn nghe nha. Còn bây giờ thì mình mang cái hỗn hợp này mình sẽ trộn đều lên. Xong rồi mình ra cái chỗ kia mình có việc mình cần dùng ha. Bây giờ mình tới cái góc măng tây này cả nhà, thì Hậu sẽ chăm sóc cho nó một chút. Tại vì nếu mà các bạn để ý đó, thì có những cái cây măng tây mà nó ngả ra vườn rất là nhiều. Tại vì cái khung này mình dùng cái phương pháp gọi là Back to Eden đó cả nhà. Thì sau 2 năm thì mình mới thấy là nó bắt đầu nó có cái kết quả khả quan. Và bây giờ sau 2 năm thì nhìn nó rất là vui. Tại vì những cái cây rau mà mình trồng đó là không có bỏ phân gì trong này hết. Mà Hậu thấy là cái ảnh hưởng của cái gỗ xay sau khi nó hoai mục 2 năm thì bắt đầu là nó làm cho cái rau của mình nó xanh tốt. Còn năm đầu tiên Hậu trồng trong cái khung này hầu như là thất bại. Tại vì cái gỗ xay thì nó chưa phân hủy. Mà cái đất ở dưới này là đất sét đỏ, nó kém dưỡng chất, cho nên là trồng không có khá. Còn mùa thu vừa rồi thì mình trồng một chút cái măng tây, tại vì họ bán sale mùa thu đó cả nhà. Bây giờ thì sau mùa đông nó lại mọc lên như thế này, cho nên nó mọc ra xùm xoàm quá. Bây giờ họ sẽ đóng 4 cái cọc 4 bên, xong rồi mình lấy cái dây mình quay nó lại. Xong rồi cái đất mà hồi nãy đó, mình sẽ đổ dọc bên này để mình trồng cái hạt, mình bỏ cái hạt Japanese shiso, tức là cái hạt tía tô xanh của Nhật, để mình có cái rau đó mình ăn bún ha. Mình đóng 4 cái cọc xong đó cả nhà. Bây giờ Hậu lấy cái dây dù này, Hậu cột nó lại ha. Xong rồi mình bắt đầu mình quấn quanh, mình quay nó lại, để cho những cái cây măng tây của mình đó nó chỉ nằm trong cái góc này thôi, chứ nó không có chiếm nhiều chỗ quá. Tại vì nó lên cao lắm các bạn.
nó lên cao hơn đầu hậu luôn á. Bây giờ mới là tháng 4 mà các bạn thấy không, nó đã cao như thế này rồi. Cho nên là nó sẽ mọc cho tới mùa thu lận. Thành ra nó lên rất là cao và xồm xoàm. Cho nên bây giờ mình làm như vậy xong rồi mình, những cái cây mà nó đổ ra như thế này này, mình mới dựng nó lên, xong rồi mình bỏ vào cái khung của mình cho nó gọn gàng chút đó cả nhà. Chứ con nó đổ ra vậy nhìn cái vườn nó xấu quá. Cái bụi măng tây này nè cả nhà, thì mình thấy trên mạng họ dạy đó là mình phải trồng khoảng chừng 2 tới 3 năm thì mình mới bắt đầu được ăn. Cho nên hậu thì mới qua mùa đông thứ nhất, cho nên năm vừa rồi nó lên măng tây mình cũng không có bẻ, mà năm nay nó lên măng tây nữa mình cũng không có bẻ. Cho nên mình đợi sang năm thì mình bắt đầu mình thu hoạch măng tây các bạn. Cho nên cái khung đất này nó càng hoai mục ra thêm thì mình hy vọng nó tốt rồi có măng tây cho mình ăn ha. Rồi một cái lý do nữa mà mình làm cái khung mình quay lại vầy này, tại vì măng tây nó mọc ra cành lá dữ lắm các bạn. Cho nên khi mà mình làm cho nó gọn lại như vậy đó, thì cái cây sung quý của mình Black Madeira này nó có chỗ để mà nó lên đó cả nhà. Rồi nó cho mình trái để mà ăn. Thì hồi mùa đông vừa rồi mình dùng cái thùng này này, không biết cả nhà nhớ mình đóng cái thùng này mùa đông không? Để mình bảo vệ, mình ụp lên cái cây này. Và những cái ngày mà rất là ấm á, thì mình gỡ cái này ra. Nó giống như là mình có thể ráp vào gỡ ra trong tích tắc vậy đó. Thì nó đã hoạt động rất là khá trong mùa đông vừa rồi. Và bây giờ hậu thấy là tháng 4 đó, thì những cái chồi non nó đang bắt đầu nó ra này cả nhà. Có nghĩa là cái thùng này đã bảo vệ cái cây nhạy cảm này mùa đông thành công các bạn. Còn hậu dùng một cái bao mà người ta bán ở trên Amazon để hậu bảo vệ một cái cây sung thứ hai là Ponte Tresa. Thì cái phương pháp mà cái bao mà bọc lại mùa đông đó đã thất bại các bạn. Khi hậu gỡ cái bao mùa đông đó ra thì hậu thấy là những cái cành phía trên đó hầu như đã chết hết rồi. Cho nên cái thùng này nó hơi công phu một chút, nhưng mà nó bảo vệ mùa đông rất là hay đó các bạn. Và hậu rất là hào hứng là hậu thấy cái cây này nó ra nhiều cái chồi non. Và hậu biết là nó đã sống, đã an toàn qua mùa đông đó các bạn. Như vậy đây là cái góc mà cái khung Back to Eden đó các bạn. Hậu vén cái này lại chút để hậu bỏ cái đất tốt hồi nãy mà mình mới cải thiện đó, bỏ vào đây ha. Thì nó có hai mục đích. Thứ nhất là nó làm cho những cái cây măng tây của mình nó tốt hơn. Và thứ hai là những cái gỗ xay mà nó chưa mục ở trên mặt đất á, thì mình kéo nó ra để mà mình bỏ vào chút đất tốt để mà mình gieo cái hạt green seashore đó cả nhà. Đó thì khi mà hậu kéo ra vậy các bạn thấy không? Cái đất này là sau 2 năm này. Toàn là gỗ xay không đó các bạn. Thì sau 2 năm nó trở thành đất như thế này. Nhìn nó rất là khá luôn này. Nhưng mà ở phía dưới đất đỏ thì nó vẫn còn là đất đỏ. Nó bắt đầu nó trộn xuống. Nhưng mà nó vẫn còn là đất đỏ đó các bạn. Đó, hậu thấy giun nó sống ở đây rồi này. Đó, cho nên là khi mà có giun như vậy là hậu biết là cái đời sống vi sinh ở phía dưới nó khá đó. Cho nên bây giờ hậu bỏ thêm cái đất mà hồi nãy mình trộn vô đây ha. Mình muốn chiếu nhanh cái cây ớt mà tuần rồi mình trồng xuống đất sau mùa đông đó cả nhà. Thì sau một tuần nó nằm dưới đất. Tuần vừa rồi 2 đêm lận nó xuống tới 37 độ F và 35 độ F. Nhưng mà khi mà hậu ra hậu xem cái cây ớt của mình thì nhìn thấy nó khá xanh và có vẻ vui vẻ đó các bạn. Cho nên thấy vậy mình cũng mừng lắm, muốn cập nhật nhanh cho cả nhà xem. Còn đây là cái cây cải kheo màu tím mà mình trồng mãi từ mùa thu hồi năm ngoái đó các bạn. Mà bây giờ là đầu mùa xuân mà nó vẫn còn sống như thế này. Cho nên hậu thấy cái cây này trong vườn hậu khoái nhìn nó lắm. Không những là mình có thể mình cắt cái lá đó mình ăn rau, mà nó đẹp, hậu thấy nó giống như là một cái thứ cây cảnh vậy đó các bạn. Nhất là mùa này nó trổ bông này. Bây giờ nhiều khi mà cắt vô ăn cũng hơi ngại, tại vì thấy nó đẹp đẹp, nó giống như cây cảnh vậy đó. Cho nên hậu cắt một cái lá này cho cả nhà xem ha. Đây nè. Thì cái lá cải kheo mùa đông hậu thấy như vậy nè, là nó không có bự như cái lá mà mình trồng vào đầu mùa xuân. Nhưng mà nó có cái đặc điểm mà hậu rất là thích á, là cái lá mùa đông nó không hề có sâu bọ gì này các bạn. Dĩ nhiên là hậu không thuộc, không có xịt bất cứ một cái thuốc rầy gì hết. Và trong mùa đông thì hậu thấy không những là cái cây kheo này, mà rau các thứ nói chung trong vườn đó, là mùa đông nó không hề có sâu bọ gì hết các bạn.
Cho nên mình nhìn cái cây này mình rất là thích, thích quá cho nên mình trồng thêm hai cái cây nữa để mà nhìn cho vườn nó xinh xinh chút đó cả nhà. Hậu chiếu cho cả nhà xem cái cây hồng mềm của mình. Như vậy là sau 2 năm mà mình chăm sóc cho nó cẩn thận đó các bạn, bón phân rồi là tỉa rồi là không có cho nó lên cao quá, thì năm nay nó bắt đầu nó bói. Mình bắt đầu là thấy những cái hoa li ti nó mọc ra đó, cho nên mình rất là vui luôn. Cái cây hồng mềm này là bảo hiểm của hậu với Nga trong tuổi già này các bạn. Tại vì bây giờ tụi mình là 40 mấy, gần 50 rồi đó, thì mình thấy là cha mẹ của mình đó bắt đầu là răng cộ nó khủng khiếng hết. Cho nên tuổi già thì người ta chỉ thích ăn những cái gì mà mềm thôi. Thì tụi hậu chuẩn bị trước này, bây giờ vẫn còn răng. Cho nên khi mà răng nó bắt đầu nó rung đó, thì mình hy vọng là cái cây hồng mềm này năm nay nó bắt đầu ra trái. Thì tới lúc đó là hy vọng mình có nhiều trái để mà ăn. Cho nên cây hồng mềm này mình cưng nó lắm. Hên cái chỗ này nó có ánh sáng và nó phát triển tương đối khá đó. Cho nên chiếu cho cả nhà xem chút ha. Còn đây là cái cây bông cẩm tú cầu. Không biết các bạn nhớ hồi năm ngoái mình trồng xuống đất không? Thì như vậy là mùa đông đó, khi mà những cái cành của nó bị khô hết đó, thì hậu đã cắt tỉa bớt cho nó gọn xuống. Và hậu đã bón phân cho nó cẩn thận, cũng như là kể cả những cái rác nhà bếp đó, mình dục vào trong gốc nó luôn. Thì mình thấy đầu mùa xuân thì nhìn nó có vẻ tươi lắm này cả nhà. Cho nên là hy vọng năm nay nó lại ra hoa cho mình xem một năm nữa ha. Cái góc vườn này này các bạn, hồi xưa nó có cái cây thông, như các bạn thấy nó vẫn còn đây. Thì chung quanh cái cây thông này là cái đất đỏ và nó rất là trơ, nó rất là cứng. Hầu như không có gì mọc được ở trong cái vùng này hết. Nhưng mà hậu đang làm một cái thí nghiệm là khi mà hậu xem ở trên mạng đó cả nhà, thì có một cái phương pháp làm vườn nó gọi là syntropic gardening. Có nghĩa là cái phương pháp mà trồng nhiều thứ cây và tất cả những cái cành lá mà mình xén nó xuống đó thì đều dục xuống hết cái phía gốc cây và nó trở thành phân bón tự nhiên. Cho nên nhiều cây, nhiều sản phẩm, nhiều thứ hoa quả và tất cả mọi thứ trở lại vườn để mà nuôi dưỡng vườn. Thì hậu thử nghiệm cái phương pháp đó bằng cách là tất cả những cái dây rợ nó mọc lên những cái dàn leo, tất cả mọi thứ cành lá, hậu kéo, hậu đặc biệt là dục vào trong cái góc vườn này thật là nhiều để mà xem coi nó có cái ảnh hưởng như thế nào. Thì hậu thấy là ở dưới cái gốc cây thông này này, nó có những cái cây rau thơm nhất đó, nó bắt đầu nó tự động nó mọc lên. Rồi cái ảnh hưởng mà hậu thấy rõ nhất là cái cây sung Mỹ này này các bạn. Cái cây này là cái cây Red Israel, tức là cái cây vả Do Thái đỏ. Thì mình rất là cưng cái cây này. Và hồi năm đầu tiên khi mà hậu trồng nó xuống đất á, thì hậu thấy là mùa đông đó, những cái ngọn cành nó đều chết hết. Những cái ngọn cành chung quanh cây nó đều chết hết. Nhưng mà năm vừa rồi là mùa đông thứ hai đó, thì mình thấy là cái khả năng chịu lạnh nó khá lên. Cho nên người ta nói là khi mà mình trồng một cái cây nào ở đâu mà nó chịu được đó, thì dần dần nó thích ứng với cái môi trường và nó khá hơn trong cái môi trường đó. Và cái cây này hậu thấy là chính xác như vậy. Mùa đông vừa rồi, các bạn nếu mà nhìn kỹ đó, thì những cái ngọn cành này này, nó đều sống hết. Nó không có chết, không có bị cháy lạnh ngọn cành. Và từ ngọn cành bây giờ nó ra những cái cành mới mà hậu nhìn thấy nó giống như là mập thù lù vậy đó các bạn. Cho nên mừng lắm. Và cái ảnh hưởng của những thứ mà mình dục xuống đây nó hoai mục ra đó, nó là một cái ảnh hưởng rất là tích cực. Và mình khi mà thích làm vườn thì nhìn thấy những thứ như vậy đó, mình rất là mê luôn các bạn. Thành ra bây giờ hậu đang là đổi chiến thuật một chút xíu. Tức là hồi xưa những cái quả trên này ấy, mà nó mọc xuống, mà nó mọc lên những cái cây con trong vườn đó các bạn, thì là mình đều nhổ, mình dục đi hết. Nhưng mà bắt đầu từ năm nay này, những cái cây nào mà mạnh khỏe đó, mà nó ở cái chỗ mà nó không có ảnh hưởng việc mình đi lại hay là kéo dây đó, thì hậu sẽ để cho nó mọc lên. Nhưng mà mình không có cho nó cao to. Tức là mình cứ tiếp tục mình xén cành lá nó đi để cho nó trở về vườn, nó nuôi dưỡng cái vườn của mình. Để dần dần mình xem coi cái phương pháp mà syntropic gardening có phải là một cái phương pháp khả thi không. Cái dấu hiệu ban đầu là rất tích cực đó các bạn. Bây giờ ngồi dưới gốc cây táo đó cả nhà, mình trở lại với câu chuyện của ông Amigo Bob Cantisano. Thì như vậy ông là người tiên phong bên North California về việc làm vườn organic.
cho nên ông rất là nhấn mạnh làm compost, giống như là Hậu đang có thùng compost tự làm từ rác nhà bếp. Ông rất là nhấn mạnh compost. Thì ông tiên phong trong làm vườn, rồi trong cái chết, ông cũng là người tiên phong luôn các bạn. Ông chết ở tuổi 69, Hậu nhớ không lầm là hồi khoảng tháng 12 năm 20. Thì vì ông đau bệnh một thời gian vài năm, cho nên là ông có thời gian ông suy nghĩ. Cho nên cái hậu sự của ông đó, thì thường như mọi người biết, thường thường chỉ có hai phương pháp là chôn hoặc là thiêu thôi. Nhưng mà ông Bob Cantizano thì ông tiên phong, cho nên cái chết ông cũng nghĩ vậy. Ông quyết định là ông compost cái xác của mình. Thì như vậy là bên Washington có một cái công ty nó gọi là Recompose. Cái công ty đó chuyên nhận xác người chết và biến cái thân xác đó trở thành compost vườn cho họ. Cho nên là ông đã đồng ý với vợ, cô vợ là Jennifer Bliss. Cái tên rất là hay và Hậu không thể nào mà bịa ra được, phải không các bạn? Thế là cô Jennifer Bliss đưa cái thi hài của ông ấy qua Washington và người ta bỏ cái xác của ông vào một cái khung giống như là một cái thùng dài khoảng chừng 10 feet đó các bạn. Xong rồi là họ bỏ cái wood chip, những cái gỗ xay này vô trong cái thùng đó, cũng như là họ bỏ vào thêm cái alfalfa. Thì như vậy là họ để cái thân xác trong cái thùng đó, trong một cái phòng mà cái nhiệt độ họ xét rất là cẩn thận, để mà khuyến khích những cái con vi khuẩn cho nó làm việc nhanh đó các bạn. Thì như vậy là trong vòng từ 1 tới 2 tháng thôi, thì nguyên cả cái xác của ống cũng như là gỗ xay, nó trở thành compost hết. Và khi mà trở thành một cái thùng compost như vậy đó, thì cô Jennifer Bliss mới trở lại từ bên Nevada, lái xe qua Washington và đưa cái compost của ông Bob Cantizano về lại bên Nevada. Và vì hồi xưa ông là một chuyên gia giảng dạy về organic, cho nên là có nhiều người theo dõi ông ấy. Thì như vậy là những người mà bạn bè rồi là bằng hữu đó, họ đến rồi mỗi người xin một chút cái compost đó mang về vườn mình, để mà cái tinh thần organic của Bob Cantizano nó tiếp tục sống trong vườn người ta. Còn cô vợ Jennifer Bliss thì lấy cái compost đó rải ra vào những cái gốc cây táo trong vườn bên Nevada. Và cô ấy nói là mỗi lần mà cô nhớ ông Bob quá đó, thì cô ấy ra vườn, cô rờ tay vào đất, thì cô nói là cô có một cái cảm giác rất là bình an vì ông Bob đã trở lại vườn của mình. Hậu xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem kênh Vườn Hạ Ngâu và xem cái clip cùng làm vườn với Hậu ngày hôm nay. Mến chúc cho cả nhà làm vườn thật vui và xin chào, hẹn gặp lần tới. Bye bye nào.